cây này nó có ba tên gọi lắm, tùy theo dùng nữa. Mỗi dùng là một tên gọi khác nhau. Ở với cây mình á là ta kêu bằng cây bông lá số 7, ba số 7. Còn á em chào cô chú anh chị đã đến với kênh ẩm thực đồng quê của trường Xính Xì. Hôm nay kênh ẩm thực đồng quê trường Xính Xì sẽ giới thiệu đến cả nhà một món ăn mang đậm chất miền Tây. Mà món ăn này là của người dân tộc đồng bào Khmer mình nha cả nhà. Đó là món canh lá hoa số 7. Chế biến như thế nào thì mời cả nhà theo em để biết. Chào cả nhà. Chào cả nhà thân yêu. Bữa nay mình làm cái món canh xâm lo 3 số 7, đi chợ mình mua gì được cái trái cà tím nè cả nhà, với thêm cái đùi heo, cái đùi heo cả nhà, đó cái đùi heo này, đùi heo chặt sẵn luôn hả? Sẵn luôn rồi, với thêm sả, cái này là sả bầm và miếng mắm nữa nha, người dân tộc mình không ai mình hay ăn mắm là gì đó, ngon, ngải. Phải có ngải bún không? Ngải bún. Ừ. Còn cái này là rau cải thôi nha. Này rau cải thôi, đổ ra đi cắt ra. Với rau cải là mình có chuẩn bị thêm hồi nãy á, thêm con cá nữa. Mình nấu canh xâm lo chung luôn, chung với cái món của mình xâm lo canh lá số 7 thôi cả nhà. À, với thêm con cá lóc. Mua được con cá lóc này cả nha. Lóc mà mình nướng lu ha cả nhà. Đó. Ây cha, lóc dài quá. Cái này cái lưu mình chuẩn bị nè cả nhà. Ô, sao lỏ. Này lát mình cắt ra luôn anh ơi. Cá mình còn sống quá, nhảy luôn cả nhà. Nè, như đây. Bây giờ gia vị mình có đầy đủ rồi, giờ mình còn thiếu lá 3 số 7. Bây giờ mình xuống nhau đi kiếm lá 3 số 7 đi. Cái này mình giờ mình chắc mình để đây đi, rồi mình đi để lá, để bông. Rồi mình bắt đầu mình làm đi. Cây này là cây lá 3 số 7 nè cái nhà. Rồi bẻ đi, bẻ nhánh đi. Lá 3 số 7, lá 3 số 7 này là bẻ cái đọt thôi, có bông cũng ngon. Cây này là cây 3 số 7 ha. Bẻ đồ bẻ được ngon thôi. Già quá ăn không được. Nè cái nhà, lá hồi nãy mình đi bẻ rồi xong cái nhà, có bông nữa nè, đây là bông bông lá số 7 ha cả nhà, bông rồi anh em vô tước, mình tước lấy lá non thôi, lá non nè, còn bông nụ này nè mình cũng lấy lá bông nụ luôn, mình hầm với đầu cá với xương heo, giò heo gì cũng được cả nhà, thêm miếng
xả với mắm với mà ngải bún vô ở nhà là nó thơm thơm. Nó cái hột này nè, cái hột bông của cây lá số 7 này á, bông này nè, hột bông này nè, ăn á mình hầm cho nó tới thì tới ha. Mềm thì mềm, nó ăn nó bùi bùi như là đậu Hà Lan vậy đó cả nhà. Thêm nữa cái lá này thì cũng nó hơi nhẫn nha, nhà, hơi đắng á. Nhưng mà mình phải tước xong mà đem đi trụng. Trụng xong rồi xong cái mình cũng vắt cho khô. Nha, vắt cho khô thì khô nó rồi bắt đầu mình hầm thôi cả nhà. Thì nó cũng dễ thôi. Nhưng mà có cái này á, đó, bông này có cái này bông này nó ăn ngon hơn là lá, nhưng mà bông tháng này nó rất là ít, không có nhiều đó. Thường cây lá số 7 này á, thường người ta tùy theo vùng nữa, mỗi vùng kêu là cây lá số 7, còn ở bên ngang dừa Hồng Vân người ta còn kêu tên gọi khác nữa cả nhà, còn gọi là cây Bình Linh. Cây Bình Linh thì cũng còn một tên gọi khác nữa là có người dân tộc kêu á, người dân tộc Khmer mình còn một cái tên gọi là cây bằng lá hằng canh nhé, hằng canh nha cả nhà, có kêu hằng canh. Xíu mình nướng cái lốc xong mà ở đây mình có thể hái được đọt chạy nè cả nhà, đó đọt chạy mình nè, đọt chạy chút xíu mình xào với tép mỡ ăn chung với cái lốc nướng. Bây giờ mình đi nướng cái lốc thôi, cái nốc là mình nướng lu cả nhà, cái lu cái khập này nhỏ quá cả nhà ơi, nó không được bự không, con cáo của mình hơi bự, bự hơn cái khập nữa. Bây giờ mình phải khỏ khập ra cũng hết đẹp rồi cả nhà. Thôi kệ đi, bây giờ nướng sau nướng chín là được rồi. Rồi mình nướng từng đoạn đi, cái đầu trước rồi nướng cái đuôi sau. Thôi hồi sáng thì mình đi mua cái giò heo, thấy nhỏ bán thịt heo này thấy nó đẹp đó, mà thấy mình đi mua mình thấy mình cũng bánh chay nè cả nhà, nó tặng thêm cho mấy miếng da. Ừ, nhiều hết sức vậy cả nhà. Ờ không, chặt sẵn cho mình này. Mình vậy mình sắt ra cái mình trụng sơ qua cái mình hầm thôi. Bây giờ nước sôi cả nhà ơi, bây giờ nãy rau cũng lặt rồi. Bây giờ mình đem cho mình trụng nha cả nhà, trụng cho nó chín đó nha. Đó, sôi mình trụng cho chín. Trụng cho nó chín thì chín đó là nó không còn nhẵn nữa cả nhà. Đây mình thăm cá lóc nướng nè cả nhà, để coi chín chưa. Mà chưa chín đâu cả nhà ơi. Anh đang lặt bông, một lát nó chuẩn sau nha cả nhà. Xong bây giờ chuẩn cũng chín rồi cả nhà. Bây giờ mình vớt lên. Mình vớt lên cái cho nó nguội là cái mình sắt cái mình đi chuẩn cái bông với mình vớt này lên đi. Còn cái bông với cái nụ nó là mình hầm tới lửa thiệt á, là nó ăn nó bùi bùi ngon lắm. Bông bây giờ nãy mình trụng lá rồi cả nhà, bây giờ mình trụng bông nữa nha. Bông thả bông vô trụng. Rồi. Trụng bông này cho nó chín thiệt là chín luôn ở nhà, rồi mình em mình vớt cái mình rửa cái mình hầm. Mình hầm lửa là mình hầm với giò heo với cá đó nha. Cái món này là cũng món đặc sản của mình á, miền Tây của mình á, cũng ít ai làm lắm cả nhà. Món này rất là làm nó cầu kỳ quá. Rồi. Mình đang rửa lại với nước này cả nhà. Rửa lại cho nó bớt nhẵn với bớt đắng. Đi, nãy giờ anh Khanh sắc được bao nhiêu nè cả nhà. Này là sắc mịn rồi mình mới nấu nha cả nhà. Đây anh Hai Hòn đã lặt đọt chạy xong nha cả nhà. Dứt sôi rồi cả nhà, bây giờ mình bỏ xương vô.
xương heo vô, mình trụng nó thôi. Cái mà xương thịt này mình hầm hơi lâu cái mình bỏ trước, còn cá ba sa mình bỏ sau. Cá mà có mua chưa sáng mua được khúc bụng nè, nó mỡ mỡ béo béo, ăn nó bùi nó cho nó ngon. Xương này mình nấu lâu á nó ra nước nó ngọt. Bây giờ giò heo mình đã sôi lên rồi cả nhà. Bây giờ mình bỏ mà bông nụ nụ của cây lá số 7 vô. Cái mình hầm nó, hầm cho nó mềm thật là mềm mới dùng được ha. Rồi xong rồi thả lá, thả lá số 7 này vô luôn. Vô, mình hầm chung hết trơn luôn. Cái này mà ông già xưa nếu mà ăn á, là nấu tới mấy lửa lần á, hầm mấy lửa lần mới ngon. Nó hầm lâu như nào á, ăn nó rất là thơm, bùi, nó không có bị nhẫn nữa. Nhưng mà cái gì nhẫn là ăn mát à, rất là mát luôn. Rồi, mình bắt đầu giả cái ngải nè các bạn, ngải bún. Đây nè cả nhà, đây là ngải bún nè, ngải bún hồi nãy thằng em nó đâm rồi, xong rồi mình bỏ vô. Thôi, có ngải bún. Bốn cây xả này nè, cây xả vô, bỏ xả vô. Xong mình cho cái vị vô nè cả nhà. Đó. Thì mắm là cho miếng mắm với chút thơm. Mắm nè. Đây nè cả nhà, anh Hoàng đang giả ớt, muối ớt á cả nhà, để mà một lát nữa mình ăn cá lóc nướng cả nhà. Cái này mình xào mỡ tỏi, mình chuẩn bị mình xào đậu chạy ha cả nhà. Đó, xào với tép mỡ. Đây mình có chuẩn bị tép mỡ nè cả nhà. Tép mỡ. Xong rồi khi tỏi vàng rồi cả nhà, bây giờ mình để chạy vô mình xào, xào chất mỡ. Bây giờ mấy món mình làm xong rồi, bây giờ mình mời cả nhà vô dùng chung với mình đi. Đó. Mời cả nhà dùng mình làm nha. Mời cả nhà dùng. Rồi thử đi, thử món mà mình làm bữa nay coi, là cây lá số 7 đó. Có bông rồi lá số 7 mình bầm nhuyễn, mình hầm, bây giờ hầm nó mềm rồi, ngục luôn rồi. Giờ mời anh em ai dùng thử đi. Như anh không hồi đó giờ từng ăn không? Chưa từng ăn. Mấy món không món nào từng ăn chứ hả? Giờ thử món này coi nó khác lạ hơn cái bông dừa nước hoặc là bốc tái không? Cái này món này lạ hơn. Rồi múc miếng đi, múc nhiều vô. Nhiều vô. Ừ, nhiều vô. Cái này là canh sum lo mà. Đâu phải gỏi mình đâu. Rồi cho em hai hòn thưởng thức đi nè. Múc đi, múc cái rau thử cái bùi không? Sao cảm nhận sao? Có gì đắng thì nó nhẫn, nó hơi nhẫn, đắng thì nhẫn, lá là đắng thì nhẫn rồi đó, thì nó hơi nhẫn nhưng mà ăn vô rất là mát, nó trị bệnh cho mình luôn, những người già mà cao tuổi á. Mời mọi người nha.
lớn tuổi một chút á là dùng cái thường bẻ cái này về nè, cười nấu ăn không tiêu, ăn là nó rất mát luôn, ăn không tiêu dùng có thể ăn hết luôn. Này cuốn lá này cũng trị bệnh nữa đó. Ăn thử ăn cái bông coi, bông này nè. Có hả? Ừ, bông nó bùi không? Ăn mà nó hầm tới ăn như là hạt sen, cái hạt đậu đậu Hà Lan vậy đó. Nó bùi bùi nó ngon. Hòn này hòn thì từng ăn rồi mà. Bánh xanh không chưa từng ăn mà. Cái hậu nước nó dịu dịu không ha? Ừ. Nó cũng ngọt ngọt. Ngon hả? Ừ. Ngon. Công nhận chữ nấu những món mà nào giờ mình chưa biết mà cũng chưa ăn lần nào luôn. Món này ít người nấu. Nấu là cũng có vị đắng mà đắng nó không có đắng quá. Có cá không? Cá này nấu rất là đắng. Trời. Có thêm bẻ được một mớ một bọc mà đọt chạy mình xào tép mỡ, đọt chạy ăn cũng ngon lắm á. Đâu toàn là đầu gừng không à, chứ đọt chạy giá gai mình không ai bán nữa. Cái bông nè, cái bông nè ăn nó giòn, cái giòn nó ăn nó ngon lắm các bạn. Thơm. Ừ. Bùi bùi nó thơm bùi bùi á, cái bông ăn nó bùi bùi thơm. Nước không? Quá khứ à? Ngon. Ừ, lâu lắm rồi mới làm lại. Mấy năm rồi đó. Cái này làm lại cho cái nhà xem và tìm hiểu về cái cây này. Thật sự cái cây này nó có 3 tên gọi lắm, tùy theo vùng nữa. Mỗi vùng là một tên gọi khác nhau. Ở dưới cây mình á là ta kêu bằng cây bông lá số 7, 3 số 7. Còn á ở ngang giữa Hồng Dân á ta còn kêu còn tới hai tên gọi lận là cây Bình Linh. Cây Bình Linh còn người dân tộc Khmer mình á còn gọi là cái lá hàng cành. Đó ba tên gọi lận. Mới biết luôn. Lạ không? Quá là lạ. Quá lạ luôn. Nhưng mà người già xưa mấy ông bà xưa của mình á hay hầm á thì hầm 2-3 lửa lận rồi mới dùng. Còn mình đây mình hầm có một lửa là nó chưa tới, nói chung là chưa có ngon. Chưa ngon hung. Nhưng mà mình thời gian mình không có thời gian rồi mình không có hầm được lâu rồi. Chín ăn được rồi. Mà ăn mát lắm ha. Thêm một món cá lóc nè. Cái lóc nướng làm thấy cũng hấp dẫn quá ta. Ai làm gì đâu? Anh làm á. Anh làm hả? Ừ. Cái này đi phục. Về là hết cái khóa này về là lạc mọi vợ được rồi. Được không? Được không? Để làm đồ ăn cho vợ ăn được rồi. Thấy đẹp mắt không? Được. Có lý rồi. Để xe cái lóc ra coi coi. Cho cái nhà coi nè. Xe cái lóc ra coi. Thấy là đẹp đẹp mắt rồi đó. Nhưng mà quan trọng cái cá này ở trong này nó có chín không nè. Ngon hay không á? Không. Ây cha, ngon ta. Thịt trắng phao luôn. Quá đã. Quá đã, quá ngon này. Mới vừa chín tới vị đó mới ngon á. Xương lấy xương bụng ra. Còn cầm cái đầu lên thấy không? Cầm bẻ lên. Rồi bẻ lên. Đúng rồi. Rồi. Dúc lên. Mạnh lên. Rồi, dứt lên, dứt bỏ luôn. Rồi. Ngon không? Ngon không? Quá thịt quá trắng rồi. Nhập phao luôn ơi. Dùng cái món cái này thì mình chấm với hai hồ nó có đâm cái muối ớt nè. Mình chấm nó đi. Thịt nó ngọt nữa. Thịt nó ngọt. Ừ. Cái lá này là ăn ngon không? Được rồi. Nhiều vô không?
Hình như cho cả nhà coi là không quen. Ủa hả? Ủa hả? Ủa hả? Lâu lắm rồi không ăn rồi. Ngon. Món này làm rất là công phu các bạn ơi. Rồi mình sắt rồi mình luộc mà. Quá. Bánh lửa. Đúng rồi. Cái này á, ở dọc đường tôi về từ chạy từ Giá Gai về Hồng Dân á, rất là nhiều cây luôn, mà thật sự họ không biết ăn, họ không biết là cây này là cây gì nữa. Hỏi tao, tao cũng đâu biết đâu. Đây là anh Thanh lần đầu ăn luôn phải không? Nó thường á, bông nó là nó chỗ bông anh nó dài, nó như là cây bông hoàng hậu của mình vậy đó, nhưng mà lá nó cũng tựa tựa luôn, nhưng mà hoàng hậu á là bông nó vàng, nó đẹp lắm, còn bông này thì bông thưa. Hồi nãy lật là thấy cũng suy nghĩ nó, ủa sao mà cây này thấy thì mà đường thì mình thấy mình không biết cây gì, đó tên gì, nhưng mà không biết có ăn được hay không, mà nào giờ không thấy ăn. Thế là đồ ăn ban đầu thấy đẻ vô là không mình bông ăn thử không? Mình lặt là mình có cái cảm nghĩ đó rồi, để coi thử xử nó chế biến làm sao. Đó. À, bông ăn không? Đem ra thấy ok. Được. Cái này là mình nghĩ những người mà xa quê mà nhìn thấy mình ăn cái món này họ nhớ quê lắm, nhớ quê chỉ với quê mình thôi. Những người mà sống dưới quê thường là những người già xưa, là họ chỉ biết làm thôi, mới biết làm cái món này. Nhưng mà cái quan trọng, cái đặc điểm của cái món này là phải có ngải ha, ngải bún mình với một miếng xả bầm đó, vô nó mới có cái mùi thơm, nó khắc lại cái lá cái bông ăn nó thơm thơm, nước nó đòn. Cái này mình có thể dùng chung với bún hoặc tôm cũng là ngon. Đúng rồi, mình chung bún hoặc tôm bún về rồi, mình thiếu bún rồi, mình thiếu bún, nhưng bún giờ mình chan bún ăn ngon lắm. Thôi thử này ơi, bún canh làm cũng được nè, chép mỡ nè. Cái này thì đợt trước có ăn rồi, đã lâu rồi, nhưng mà ngon không? Mà thấy nhà như là không biết chế biến gì á, năng hơi nhẵn nhẵn. Đúng rồi, tôi làm có nhẵn không? Không không, không nhẵn nhẵn mà nó nghe bùi bùi vậy. Bùi bùi. Ừ. Nó bùi bùi mà nó thơm. Nó cành vỏ thính ngon á. Cái này ăn nó giống như là cái rau gì mà mồng tơi nước ngốc mình ăn. Nó nhớt nhớt. Nó nhớt nhớt, cái nhớt này là những đàn ông mà sức tinh nhiều á, ăn có thể bớt hết á, không phải là hết mà nó bù lại. Chỉ dành cho những người có vợ thôi ha, những người mà không có vợ đừng nên ăn nhiều. Nó vừa mất câu đi kiếm thôi vậy đó. ăn nó không nhẵn mà cái vị của nó không, nó giống là ăn cái rau mà mình tơi nó nhớt nhớt mà ngon quá. Ngon. Bé, món này là món chính là ngon, cá nó cũng ngon nữa. Công nhận thấy thịt là mình ăn thấy ngọt, là thấy nó ăn cái vị ngọt mà nó thơm là bắt mắt liền.